xin chào các nhà ở VTV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Một số nơi Việt Nam bắt đầu cấm cán bộ dùng mạng xã hội uh, vì thiếu tiền. Thành phố Gallo miền Nam California, lấy tôi. Tại vùng Sài Gòn, nơi có đông người Việt cư ngụ nhất ở trong Orange County, dự định giao dịch vụ cứu hỏa cho Orange County và bắt được tài xế xe truck chở tảng đá rớt làm hai người thiệt mạng ở bên uh, một tiểu bang ở Minnesota. Thưa quý vị, tin trong nước cho biết là trong lúc đảng viên và cán bộ ở tỉnh Thừa Thiên Huế nghi ngờ bị chặn vào các mạng xã hội tại cơ quan làm việc thì tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ người ta chính thức yêu cầu cán bộ đảng viên sử dụng mạng xã hội phải kê khai nêu rõ mục đích sử dụng đó là tin của báo VN Express ngày 14 tháng 7 cho biết như vậy Đảng ủy các phường ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã thông báo đến các chi bộ trực thuộc lập danh sách những đảng viên có dùng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tango phải kê khai nêu rõ nickname, à, tôi bị hiệu đó và mục đích sử dụng sự việc khiến một số người bất bình nhưng phải chấp hành vì theo đảng. Thì tin cho biết là việc làm này được thực hiện theo công văn chỉ đạo của ban tuyên giáo quận ủy Cái Răng về việc tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên sử dụng các trang mạng xã hội. Theo yêu cầu danh sách gửi về ban tuyên huấn quận ủy Cái Răng trước ngày 11 tháng 7, nơi đây sẽ tổng hợp báo cáo lên thường trực của quận ủy. À, thế nhưng mà đó là đó là bên bên quận Cái Răng thì nói như thế. Thế nhưng mà một ông khác trả lời báo chí trong nước là ông Trần Việt Trương, trên Trần Việt Trương, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Cần Thơ thì bảo là chúng tôi đâu có ý như vậy, chúng tôi chỉ bảo là kê khai để nắm cái nội dung đâu có cấm và không hiểu sao quận Cái Răng đi nắm cái địa chỉ Facebook, Zalo của cán bộ đảng viên. À, hôm nay thế thì thưa quý vị uh, chuyện này thì bây giờ đang là rùng beng là bởi vì sao trong nước họ đã thông qua cái uh, dự luật an ninh mạng để mà ngăn chặn những cái trang mạng mà xấu đối với chính quyền và bây giờ một số nơi có vẻ như họ đang chuẩn bị để mà yêu cầu các cán bộ kê khai thì nó cấm thì không lấy cấm mà bảo kê khai hết cái này những cái chuyện gọi là bí ẩn của chúng tôi mà khai ra thế thì hơi hơi căng à rồi ở tại miền Nam California chúng tôi bị biết thành phố Garo khoảng gần 200 000 dân là cái thành phố có đông người Việt cư ngụ nhất trong Orange County. Đã, hiện nay thành phố này có tới 3 nghị viên gốc Việt. Thì bây giờ họ bị thấm thủng ngân sách và cái tài khóa này thì họ đang cân nhắc cái chuyện là có lẽ phải chuyển cái cơ sở cứu hỏa, dịch vụ cứu hỏa cho quận hạt. Thì theo cái thỏa thuận, theo cái dự trù đó, nếu mà chuyển như vậy đó thì uh, họ sẽ vẫn còn 29 nhân viên cứu hỏa chuyên nghiệp còn một số khác thì chuyển qua cho sở cứu hỏa thì qua sở cứu hỏa họ được trả lương cao hơn còn ở đây thì uh, họ vẫn trả lương nhưng mà lương thấp hơn nhưng mà thành phố nếu mà chuyển qua một năm nó có thể tiết kiệm được hai triệu rưỡi đô la mà lý do tại sao bị thâm dụng ngân sách là bởi vì cái tiền hưu bổng quá nhiều các thành phố California bị có nhiều lắm được vị quý vị làm thành phố lương không có cao nhưng mà khi vừa hưu nó hưởng hưu bổng nó cho tới chết thành ra cái này nó càng ngày càng tăng và gan cũng như các thành phố khác giờ đều bị cái chuyện này mà nếu bây giờ tiết kiệm được hai triệu rưỡi ấy, thì cũng trong năm nay thành phố gan phải trả ra khoảng 3 triệu rưỡi tiền hưu bổng và cái tiền này nó sẽ tăng gấp đôi dần dần cho đến năm 2030 nó mới giảm bớt là bởi vì lúc đó những người mà lớn tuổi đó họ nghỉ hưu hết rồi thì lúc đó là cái nhóm trẻ lên thì mới phải chờ đó thì tính ra cũng nếu mà cắt bớt được hai triệu rưỡi thì cũng vẫn còn thiếu một triệu đó thì các dự yên cử để bảo bây giờ làm gì làm cũng vẫn thiếu một đằng là thiếu hai triệu rưỡi một đằng là thiếu một triệu thì cũng đỡ hơn nhưng mà một ông khác trong cái công ty tư vấn của thành phố Gandro ông đề nghị bây giờ chỉ có hai cách một đó là quý vị cắt giảm nhân viên 60% mươi và cắt các nhân hình khác nữa nếu muốn giữ nguyên vật sở hữu hòa hiện nay trường hợp thứ hai nếu không cắt giảm nhân viên thì phải đưa cho cử tri bỏ phiếu tăng một thuế buôn bán Tức là quý vị mua 100 mà mua 1 đô la thì bị mất một sen trong đó, tiền thuế nó sẽ chạy vô thành phố. Đó. Cái trường hợp này xảy ra giống như bên Westminster thì may ra mới cân bằng ngân sách được. Thì không biết là họ sẽ giải quyết như thế nào nhưng mà thưa quý vị, uh, khi mà cái dịch vụ cứu hỏa nó chuyển về bên uh, quận hạt đó thì theo như ông giám đốc cứu hỏa để bảo thì sẽ có tốt hơn nhưng mình không biết nó như thế nào. Đó. đó là cái mà nó ảnh hưởng đến người Việt Nam ở trong cái vùng này. Ở bên Minnesota cảnh sát vừa bắt một người đàn ông lái chiếc xe truck có liên quan đến cái chết của hai mẹ con của cái bà chuyện này thì xảy ra ông thứ hai nhưng mà mãi thứ tư họ bắt được là thế này ông này ông tên là dây cướp check lái ông làm nghề gọi là cái gì cây uh, cảnh làm nghề yeah, yeah, gọi là chăm sóc cây cảnh ông lái chiếc xe trên đó có một tảng đá nặng ba trăm sáu mươi kg ông lái không biết sao mà đang lái chạy đường rớt xuống trúng hai mẹ con cái bà này là bà Karen Christiansen 67 tuổi và cô con gái là Jenna Christiansen 32 tuổi hai mẹ con đang đi xe rớt xuống chết tại chỗ luôn đó. thì khi chết họ không biết đâu thì chắc qua mô tả nhau mãi thứ tư cảnh sát mới tìm truy tìm, tìm được và cái tai nạn xảy ra ở thành phố Singapore nhưng mà cái ông giấy này đó ông giấy cướp này ở thành phố Hastings ở tại Minnesota không biết làm sao cảnh sát họ theo mô tả họ tìm đến được cái nhà và lấy thấy được cái xe đó họ bắt đâu hôm thứ sáu rồi, ông phải ra tòa vì bị tình nghi cái tội là giết người bằng phương tiện giao thông. cái điều quan trọng nhất ở đây là cảnh sát không biết được là khi tảng đá rớt như vậy ông có biết hay không? à cái đó là quan trọng. sẽ phải có chứng cứ, phải có ai làm chứng là ô, ông quay ra, ông nhìn thấy mà ông bỏ chạy thì tội nặng vô cùng. còn nếu mà ông lái mà ông không biết nó rớt đó thì tội nó nhẹ hơn. nhưng mà một câu hỏi nữa đặt ra là khi ông lái về đến nhà mà nó rớt về ông có báo cảnh sát hay không? đó cũng là một yếu tố có thể bị kết tội thành thử ra xui cho hai mẹ con bà này và bây giờ cái tội ông này không biết như thế nào thì đó là những gì đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới